Got More Reroll. Hello anh em, sau 5 hôm test baby thì mình nghĩ đây là một trong những bộ cờ reroll siêu mạnh, và nếu không có chỉnh sửa gì quá lớn về sức mạnh trước khi về bản ở phiên bản Việt Nam thì dự là con sâu róm này sẽ là mưa làm gió và giúp anh em leo rank cực kỳ cao. Nào hãy cùng mình xem cách mình đã triển khai bộ cờ này như thế nào nhé. Thu gom phế liệu bằng tỉ. Bốn tướng địch đầu tiên bị tiêu diệt, mỗi giao tranh sẽ cho bạn một trang bị hoàn chỉnh tạm thời. Kỷ nguyên cơ tăng tốc. Nhìn mạnh đó. Mình lắp cái trái tim bị ngon hơn nhờ. Nên nhờ lắp trái tim quỷ thư bị ngon hơn nhờ. Trong nó hơi ấy nhờ. Không có đốt máu anh em ơi. Có đốt là win á. Lắp độ hơi dở anh em ơi. Trái tim quỷ thư là chọn độ hơn. Level 5 40 tiền. Hơi caro. Ui bị sút đi luôn, không à. À sút đi câu giờ tích tiền được đấy. Hay. Sút tốt. tích tiền nè, hay. Sút tốt, hay. Tích tiền. Một đồng nữa. Hay, một đồng nữa. Hay xuống đi. Một đồng nữa. Hay. Một đồng nữa không? Thắng không? Huề à. Được. Lời thế. Hai cốc mò này nè. Đồ gì đây? Chùy quỷ thư à. Wow. Imagine us heroes. Nhưng mà mình đánh chủ win mà. Mình đánh chủ win mà anh em. Mình win lại rồi á. Ngon đúng không? Ngon đúng không? Quỷ thư. Phải quỷ thư rồi á. Khăn mà đồ tăng mình ở trên rồi. Mạnh thế. Loại kim cương lên ngôi dép chết. Đầu tư lên chín. Lên chín mình không quen phòng ở chín á. Hai thì nhiều đồ quá anh em ơi, Hai thì không đánh phòng ấy được.
Cái khăn này mình phải lắp rồi đúng không? Thứ rồi. À thì nhiều đồ quá. Ấn cổ máy tự động mà. Ây da. Lát thế. Cay. À vẫn được, vẫn được, vẫn được. Ok ok ok. Đi chờ nhạc Sojin đánh cốc mo đi nhá. Blitz tí cầm battle này. Blitz thầm Mundo. Bài này kiểu giống bài thợ săn ấy nhở. Mà mình có đồ có mo có đồ bí ra xong mình sẽ lên mình roll luôn đi mà. Rồi xong mình lên roll 2 sao luôn. Không đổi đồ sang. Không chỉ. Hai nhà đánh Camille luôn á hả? Hai đánh Camille luôn. Phải. Nhỏ. Uầy. Ra sau roll mạnh tí anh em ơi. Sojin anh em ơi. Còn dùng cái tháo đồ. Ui. Có còn hát gì không vậy? Chưa kịp hát. Ờ. Ảo chưa? Nghe khá mệt đấy. Okay. Mình nhìn một round nữa để tích lại tích 7 đi nhá. Tại mình full 2 rồi giờ đâu còn roll nữa đâu. Blitz kìa. Blitz kìa. Bài là bài thợ săn phiên bản mùa 13 đi nhá. Blitz kìa. Như tiền tốt. Rồi nó đây đúng không? Lỡ 50. Tài chế luôn mà. Nhiều tiền lắm em, kiếm súng này. 50. Tháo này ra đi mà. Sojin kiếm súng, khăn hoặc quỷ thư, khăn đi nhở, quỷ thư cho con khác đi, khăn quỷ thư cho con này đi, mình này khăn tiếp nhé. Ok. Cốc mo nhỏ. Hai. Giàu thế anh em ơi. Giàu thế. Bây giờ mình ngồi đây roll blitz 3-3-3 nữa anh em. Không lên cấp nữa. Hồi qua em chơi có con thống trị stat lên 600 AP à, ghê vậy. Hồi máu nhận tiền 10 vàng, nhà sưu tầm trang bị nghe hợp lý hơn á, do mình nhiều đồ đi mà. Nhà sưu tầm trang bị nghe hợp lý hơn á. Thì mình còn một con thống trị đúng không? Bốn mấy à? Thấp
nhiều này. Anh ta chế thắng chị. Wow. Bom kìa. Bom cục phẩm chưa? Ra là tốt rồi. The wit. Ôi bị suốt rồi. Hỏng rồi. Mày khó chịu rồi. Hỏng rồi đấy. Tiền tới số tới số tới số tới số. Này. Mình có nên thay form không nhỉ? Mình thấy form này vẫn đang ngon nên mới ước cấp kịp phù thủy rất là đẹp rồi. Không còn thấy form lắm đúng không? Có rumble mà. Có rumble rồi mình không muốn thấy form lắm. Chắc là bỏ bó bán này đi luôn, bán tử đi luôn. Tuy là mình nhiều đồ thôi. Thống trị. Imagine us heroes. Come on, man. Đừng bỏ ra đường dẫn gai cái gì đây. Đừng bỏ le ơi. Chết luôn quá hả? Có khi một bánh chết luôn quá hả? Mình có đi chợ nhặt chùy không nhở anh em nhở? Giao điện gì đó. Nemi ra nhiều quá nhưng mà mình không mua được. Không có chỗ chơi. Không chỗ chơi. Ui. Gần như end game. Gần như là end game. End game chưa nhỏ. Anh em ơi, level 8 thì mình nên kiếm gì? Level 8, level 9 thì mình nên kiếm gì? Kịp thống trị hay là kịp... ấy. Kiếm súng rồi mong ác chứ. Đang không biết kịp gì ở level cao này. Tướng này nhận 40% tiếp tục, sức mạnh tiếp tục từ mọi nguồn. Wow. Wow. Ngon anh em. Bốn mươi phần trăm từ mọi nguồn mà. Không. Kéo này. Kéo đi. Kéo bé đi, kéo bé đi. Kéo to. Hay nha. Mực gì đây, anh một lực. Hai bên này cũng trâu đánh. May quá mình có kiếm súng. Không bị đạn lạc chết nhưng mà... cái khăn hơi phế chắc tí mình tháo khăn ra. Cho chùy đi mất. Ê, khăn hàng trên không? Khăn hàng trên cao tôi nhìn này không? Nhìn này có sút sút lại ném. Khăn hàng trên không? Hai cung à? Gì đây? Thích hàng. Quay hệ kìa.
chùy nhá anh em nhá. Chùy nhá. Đánh lấy khăn là lắp tóc một, đánh tóc một anh em nhé. Hai trăm like là nó tối không mà lại không lại điên rồi. Đây nhà này điên lắm, nhà này mình có tơ được, còn mình có cao tơ nhà này rồi. Này tôi tối khủng luôn anh em ơi. Đâu có điền điên cái đầu luôn á. Nhiều hệ nhau. Nhà này có cái ô này không? Lên cấp rồi. Lên cấp mình có thể bỏ Nami ra. Giám sát Green tóc. Đây, cao tơ chưa? Xuống đi. Ông xuống tôi đi. Ông xuống đi. Không xuống được tăng mình anh em. Đấy, chưa? Trí tuệ chưa anh em? Đánh mình phải nhìn nhà nào mạnh nhất anh em ơi. Xong rồi mình lắp đồ cao tơ nhà đó. Là bú anh em nhá. Tại sao vẫn thua vậy? Chứ vẫn thua anh em. Không thu được, tôi rút súng mà. Ôi, lắp đồ kìa. Hay chưa? Anh em phải nói một câu công tâm đi, hay chưa? Cao tơ luôn, nhà mạnh nhất. Thôi bây giờ nhà này đẩy máu hết mấy nhà kia đi. Thôi mình hưởng lợi cái. Xúc luôn. Ôi trời. Chết rồi, lo rồi. Không rồi đấy. Đi lên đánh Brom, đi lên đánh Brom, đi lên đánh ngoài. Đánh ngoài đi, đánh ngoài đi, hổ xúc. Ừ. Tướng đồng như người vậy. Tướng đồng như người vậy. Ừ, có cái lõi mà kiểu full hệ anh em, lõi full hệ đồng á, khỏe. Hay hổ xúc ơi, biết chơi game đó. Lâu tết ác thế gì đó. Kịp hết tất cả 4 tiền mình có à. Giám sát, đấu sĩ, vô cực. Catlin này. Catlin ngon á. Lấy xe. Phải kiếm con này luôn. Con này thay bằng Catlin. Con này thay mình thay bằng Catlin là đẹp. Phụ, có con phụ đam, Catlin cầm bùa đỏ. Con Rumble mình full đam rồi anh em ơi. Rumble full đam đấy. Lên. Chết rồi, nhìn đảo qua đây. Ây da. Chết rồi. Ông Vi đi vào đây rồi. Đảo hơi khó chịu à. Mình có chùy nhá, nhổ chết Vi đúng không? Có chùy nhá. Có đốt máu nhá. Mình con Rumble chết rồi à. Vi chết là bà này hết đam. Hai. Được. Không mang được bệnh. V2 luôn rồi. Nhà chưa có TF. À có TF. Ủa sao nhà này không cho vào. Ơ. Sao này đánh 7 cảnh binh vậy anh em. Bỏ nhện ra. Bỏ nhện ra. Bóc đồ đưa ra ôm. Đừng bỏ nhện đi. Ông mực 2 tăng. Đúng. Chỉ à, chỉ cho chơi à. Nhìn anh này đáng luyện master à, chưa master lắm. Chết rồi, chị đúng tên này gặp luôn. Ây da. Giúp người người hại mình rồi. Bây giờ nhà này thành nhà mạnh nhất thì tiếng mình phải tháo khăn ra anh em ơi. Tháo khăn ra nhá. Ây da. Ây da. Đi kìa.
Tí tháo khăn ra kiếm một đồ tăng cứng anh em ơi. Mình nghĩ là win được á. Hai đồ, wow. Dây chuyền ok. Dây chuyền nhá anh em nhá. Dây chuyền. Tháo này ra. Dép máu. Cái này với dây chuyền khăn cho Kathleen. Có order luôn đúng không? Dây chuyền nhá. Chuyền hoặc Betty. Chuyền. Cốc mò. Ui kéo. Kéo tốt. Nhà 8 cảnh binh còn giữ một Nico. Ừ, tướng mình này. Sao thống trị. Thứ hai phục kích. Không để làm gì đi. Không để làm gì chứ. Thứ hai có hệ đâu. Nếu mà muốn kiếm thứ hai là mình phải thay con này bằng con Echo. Biết hai không có đồ quá. Không bắt với nhìn này. Rồi rất nhanh và nhiều nhưng không ra gì. Đi cống hiến á. Monster này. Let the monster out. Mình có thể bỏ Mundo ra, bỏ Mundo bỏ rắn ra cho Majehe và ấy vào. Lấy 4 cổ máy. Như này có vẻ trâu hơn anh. Ui điên hết. Rung bầu lòn lại hái. 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 Ê như này khỏe hơn anh em ơi. Như này cảm giác khỏe hơn. Ui con này 7.000 đó em. Vãi. Vậy thì lấy thêm đồ con này đi. Lấy quyền trưởng đi. Mình như kháng phép ở nhà. Cọc mò đứa yên nhẹ đúng không? Cách lên bùi đỏ cùng đau vô cực. Quyền trưởng. Kathleen Mordor mỗi thứ một xíu à. Nhà đẻo Kathleen qua đây rồi. Tám cảnh binh. Có kiếm súng hồi lại máu. Liên mình có cũng khó khăn. Ui bị lý chết rồi. Đấy nhưng mà khỏe nhờ. Ăn cả tám cảnh binh luôn nè anh em. Điều khác sao tám cảnh binh mình nhớ mạnh lắm mà. Điều khác. Tám cảnh binh gì yếu nhất vậy. Nớp rồi à. Huh.
Mà mình cũng nhiều 2 sao. Nhị kia không ăn được, nhị kia không đục qua được ấy. Con này của mình kiếm súng hồ lại máu nữa cơ. Cho con này sút con Mundo lên em ơi. Kéo này xuống là con này đi xuống sút Mundo đúng không? Ok. Rồi nó sút con, nó lên đùm ra cái sút, sút con ấy mình. Nó khè à. Nó chết Mundo à. Chết rồi, sao lòng vào đây rồi. Ây da. Còn Dumbo. Còn Dumbo bên bờ hồ. Thu nè, thu sản đó. Thu sản đó, ê, mình kéo tim lên không? Kéo tim lên cho khỏi để bị chèn vào không? Mundo 2. Thu hơi sản. Kéo tim lên đi nhỉ. Tìm mình đi, kiếm tìm mình đi. Anh ơi, con sâu quanh bắn sướng quá à. Đổi đồ này cho Mordor không? Cho Mordor gõ không? Đồ nhiều đó. Đồ nhiều vãi. Nhà này đâu còn gì đâu anh em. Nhà này máu, máu giấy mồ. Nhà này gì gì đâu. Bùm. 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 Nhỏ solo. Solo đi. Đi. Cốc mò tấm 1. Ông chùm cốc mò. Ông chùm sau rống.